Với đặc điểm khí hậu, thời tiết nóng quanh năm, phụ nữ châu Á thường mắc các bệnh lý về da, đặc biệt là nám. Thật sự là có lúc là chị nghĩ là mình phải sống với nám cả đời luôn. Thử nhiều cách rồi mà nó không có hết. Những ai mà bị nám giống như Nhung thì mới hiểu được cái cảm giác này. Nhung cảm thấy rất là tự ti, Nhung không có muốn giao tiếp, không muốn gặp ai hết. Kiểu là cứ bị thu mình lại, cảm giác nó rất là kinh khủng. Và thật sự ra mình cảm thấy giống như là mình đang bị trầm cảm. Giải quyết hết nỗi lo về làn da nám, cấy collagen tươi, cung cấp collagen dồi dào cho làn da, giúp làn da sạch nám, sáng khỏe, ẩm mướt, căng bóng. Cấy collagen tươi, đánh bay nám, xóa tự ti. Da của mình hiện tại thì những cái vết nám không còn nữa, và giống như là kiểu nó được cấp ẩm á, nó còn trắng sáng mịn màng nữa. Mình không có nghĩ là cái hiệu quả nó ngoài mong đợi như vậy, mình đơn giản lắm. Những khuyết điểm trước đây của da mình như là da nám, sạm, khô và không đều màu thì đã được giải quyết chỉ sau một liệu trình. Bây giờ mình cảm thấy rất là vui và hài lòng với làn da hiện tại. Linh Anh, vị thẩm mỹ quốc tế.